Chị rồi hai, em chào tất cả các anh chị đến với kênh Nhật Bản Hậu Giang 95 kem hết anh chị. Thì hôm nay bên em lên cho anh chị một con máy Mitsu GM181 nha anh chị ha. Máy thùng vuông, cút xéo tua chậm hết anh chị. Đó, thì anh chị chắc cũng đã biết rồi, dạo này 181 đang quá hot anh chị. Quá trời hot ha. Chắc máy thì phải nói là không có hàng mà bán luôn anh chị. Khách nhiều anh em nhắn tin quá trời luôn, nay mới tranh thủ là lên được một con cho anh chị ha. Con này thì tình trạng nó phải nói là còn rất là đẹp anh chị ha, rất là đẹp, nhưng nó có ba khuyết điểm anh chị ha. Ba khuyết điểm, tại sao em nói con này nó đẹp nhưng có khuyết điểm nè anh chị. Anh chị nhìn thứ nhất anh chị dòm nè, cục máy đó nè. Cục máy của nó là phải nói là còn cực kỳ đẹp luôn anh chị. Cực kỳ đẹp và cực kỳ ít chạy luôn ha. Với lại anh chị, cái dàn hơi của con máy này ha, dàn hơi lửa nó phải nói là còn cực kỳ dữ luôn anh chị ha. Kéo nhẹ là nổ anh chị. Đó, hồi em sẽ để video test máy ở cuối video đó anh chị giờ xem ha. Chỉ cần là mình qua tua là chạy. Pulley này anh chị lắc qua vòng là chạy anh chị. Còn rất là tịch đó, nhưng mà cái điểm trừ đầu tiên của nó là anh chị coi kỹ nè, thứ nhất cái đầu cò, thứ hai là bộ bán ga, là nó để nắng để mưa anh chị nó bị hen, bụi bặm chay còn anh chị thấy không, ốc thì nó còn bảy màu luôn đó anh chị ha, ốc thì còn bảy màu luôn đó, nhưng mà bụi bặm, cái này nó để nắng để mưa rồi anh chị nhìn nè, cái lưới bô nó trắng tư nè, để nắng để mưa nè, nó nám hai cái này ha, nám nha anh chị. Đó, cái thứ hai là cái thùng xăng anh chị, thùng xăng anh chị nhìn nè, bên đây đi cái cổ này. Đó anh chị thấy không, nó bị bể sơn nha, bể sơn đó, bể sơn nhưng ở trong thì còn ok mấy chị, tem mạc đầy đủ không móp méo ha, em đóng nút xăng rồi ở trong còn ok luôn anh chị ha, ok sạch sẽ ha, nhưng mà ở ngoài đó anh chị đó, ở ngoài nó bị nè, nó nhăm mà rất là mắc thẩm mỹ luôn đó, thì ba cái khuyết điểm đó nha nhầm anh chị. Còn lại là anh chị xem áo gió chụp giật cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ đẹp luôn, ốc tán là bảy màu nè, áo đỏ chụp đen dây giật anh chị nhìn nè, trắng tươi sạch trơn, đời công tắc dẹp nha mấy anh chị, tem gùa thỏ, anh chị gùa thỏ nè, gùa thỏ đen mung luôn, tem mạc nè, cực kỳ đẹp đó boe. Đây đặc biệt anh chị nhìn ống xăng, ống xăng là còn mềm luôn nha mấy anh chị, ống xăng gin, phá xăng gin theo máy là còn mềm luôn nha, phá xăng gin đó nè, rất là đẹp luôn. Đây mà đen ra bằng ha, lóc trắng tươi nha mấy anh chị nhìn, lóc lát trắng tươi à. Mã số máy nè 612980, con này em bán giá là 6,1 triệu nha anh chị, 6,1 triệu nha. Đây còn ốc nè, anh chị nhìn nè, ốc lắp bláp của nó nè, của sông bô nó nè, trắng tươi nha anh chị ha, chạy không có nhiều nha anh chị, máy này chạy không có nhiều, còn cái đít thì thôi luôn, đít đẹp thôi rồi luôn, pulley còn luôn nha, đít đẹp thôi rồi nha anh chị, ốc tán là bảy màu luôn nha. Máy bên em bán thì em cũng có nói lại luôn nha anh chị, nếu máy bên em bán mà có tháo bung lắp gáp gì đó, thay thế bất cứ gì đó ha, bên em sẽ hoàn tiền lại cho anh chị 100% luôn nha anh chị ha, bên em không bán máy tháo máy bung nha anh chị, ở chỗ bên em là không bán máy bung máy tháo. Đó, anh chị xem máy đầu ốc là không có dấu dặn gì hết nha anh chị ha, em bao cho anh chị luôn, nếu mà có dấu chìa khóa rút vô dặn bên em hoàn tiền 100% luôn nha anh chị, lóc trắng rồi nè anh chị, phải nói con này đẹp quá đẹp luôn, xuất sắc. Chỉ có cái ba cái khuyết điểm này em đã quay rõ cho anh chị coi rồi, đây cái bình xăng con nó còn cực kỳ đẹp luôn, tươi co kiết vàng ống ánh luôn anh chị thấy không nè, hai co này, kim xăng trắng nè, cực kỳ đẹp luôn, đây lọc lá cực kỳ đẹp luôn. Chỉ có ba cái khuyết điểm, thứ nhất là bộ nắp cò, bộ bảng ga và cái góc bên phải của thùng xăng là nó bị đổ hen, bị nhăm, còn lại là không chỗ nào chê của máy này nha anh chị. Rồi thì bây giờ em sẽ để cái video test máy nha anh chị ha, anh chị nào thích thì cứ liên hệ em qua số điện thoại 0937 026 548 nha anh chị, em có để góc trái màn hình nha anh chị ha. Chào anh chị ha, giờ em test máy anh chị, con này là dàn hơi rất là dữ anh chị nghe nè. hơi nhảy anh chị, hơi nhảy anh chị nghe không, rất là dữ đó, cái hơi mà mình kéo lắm anh chị, anh chị nè thấy không, anh kéo nè thấy rất là nặng ngay, nhưng mà mình giật anh chị nhìn là nhẹ nhàng đó, đã lỡ qua chớp là chạy luôn anh chị. Chị đó, rất là nhảy ha, máy của mình thì anh chị nhìn kéo hết dây ra luôn, chạy luôn anh chị,
qua chớp là nổi. Chắc là nhạy luôn anh chị. Cái này là kiểu vượt chơi mà chạy thiệt đó anh chị.